Các con rất thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như chính Người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Anh Phaolô Nguyễn Thành Tâm nhận em Maria Trần Thị Thanh Huyền làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương trân trọng mọi ngày suốt đời. Em Maria Trần Thị Thanh Huyền nhận anh Phaolô Nguyễn Thành Tâm làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận mà các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly. Phaolô Nguyễn Thành Tâm và chị Maria Trần Thị Thanh Huyền, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Hôm nào tiếng hát bay cao, quỳ bên nhau trước đấng tối cao, hứa yêu nhau, trao câu thề chung sống trọn đời. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Maria Trần Thị Thanh Huyền xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh, nhân viên cha và con và thánh thần. Anh Phaolô Nguyễn Thành Tâm, xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em như nhân cha và con và thánh thần. Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin mẹ thương dắt dìu, tình yêu dâng cao. You can have...
my heart. You can have my soul. I'll give it all. Come take control. Giáo xứ Lam Sơn ngày qua đã ban phép bí tích cho hai cháu đã được trở thành một gia đình mới, và cũng cảm ơn cha quê hương là người bố của hai con Tài Dung đường đất xa xôi về đây cũng vun đắp tình yêu cho hai con của con. Và cũng cảm ơn quý cố, quý ông, quý bà, đôi dòng họ, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè xa gần cũng như bạn của hai con tại Bắc Trung Nam. Một lần nữa cho con được chúc sức khỏe, trân trọng được và cảm ơn. Cùng nâng đi lên để chúc mừng cho Thánh Huyền và Thánh Tâm. Xin mời quý vị nâng đi lên ạ. 1, 2, 3.
các bạn giới trẻ thì có lời chúc đến hai em là chúc mừng hai em đã gặp được nhau, mong rằng hai em vì yêu mà đến, cũng vì yêu mà biết trân trọng và cũng vì yêu mà cùng nhau cố gắng. Chúc mừng hạnh phúc của hai em, các bạn có món quà nhỏ tặng hai em làm kỷ niệm. Tình yêu em đây, thật trao nhau tình đã.